Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, dương lịch 2015, tức ngày 13 tháng 8, âm lịch Ất Mùi. Bắt đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe toàn văn bản tuyên cáo của Phật tử Chùa Phật Quang, tòa lạc tại thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ. Tuyên cáo của Ban Hộ trì Tam Bảo và Phật tử Chùa Phật Quang. Chùa Phật Quang tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, miền nam tiểu bang California, là ngôi chùa chung do sự đóng góp tài chánh của tứ chúng tạo mãi để làm trụ sở chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, theo chỉ thị của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Chùa làm lễ khánh thành ngày 7 tháng 2 đầu năm nay. Thoạt đầu, hàng trăm Phật tử tham dự trong các lễ lớn với lòng tin tưởng và phấn khởi. Song cách điều hành sinh hoạt chùa Phật Quang của Thượng tọa Giác Đàng không đáp ứng lòng trông đợi của Phật tử, khiến cho nhiều Phật tử xa lánh. Những lễ lớn gần đây, số người tham dự rút xuống còn có số chục, vài chục người, mỗi chủ nhật không quá 15 người đi chùa. Nay lại vừa xảy thêm chuyện Thượng tọa Giác Đàng viết đơn xin từ chức vì không chịu báo cáo Phật sự và tài chánh chi thu về Viện Hóa Đạo trong nước và đã được Đức Tăng Thống chấp nhận. Thế nhưng miệng nói từ chức, người vẫn cứ ngồi ì tại chức, hết đưa người bất hợp lệ, chưa bao giờ là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào làm chủ tịch ban quản trị của tổ chức đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ, đưa 6 thành viên không chức vụ trong văn phòng 2 vào ban quản trị văn phòng 2 Viện Hóa Đạo để lăm le dùng pháp lý Hoa Kỳ tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, qua đó làm sở hữu chủ chùa Phật Quang do tứ chúng đóng góp tạo mãi, chứ không là tiền túi của người lạ Stephen Deal hay Thượng tọa Giác Đàng bỏ ra mua chùa. Ban hộ trì Tam Bảo cùng với 61 Phật tử chùa Phật Quang đã không thể làm ngơ để cho sự vọng ngữ và nói điêu của Thượng tọa Giác Đàng và ông Stephen Deal che mờ sự thật. Thông qua bản tuyên cáo ngày 20 tháng 9 vừa qua, bản tuyên cáo quyết tâm tuân thủ và chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo và ủng hộ Hòa Thượng Thích Huyền Việt đang thi hành việc xử lý thường vụ văn phòng hai Viện Hóa Đạo để tiếp nhận sổ sách tài chánh chương mục từ người tiền nhiệm là Thượng tọa Thích Giác Đàng, đồng thời xác nhận chùa Phật Quang vĩnh viễn là tài sản của tứ chúng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đứng tên, không liên quan đến tổ chức UBCV do ông Stephen Deal làm chủ tịch. Ngay phần mở đầu của tuyên cáo, toàn thể Phật tử chùa Phật Quang đã nhận định rằng những xáo trộn trong văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đã không xảy ra nếu Thượng tọa Giác Đàng báo cáo Phật sự định kỳ, nhất là minh bạch tài chánh việc cây quỹ tạo mãi chùa Phật Quang, minh bạch tài chánh cứu trợ tại Philippines và Nepal về Viện Hóa Đạo. Đây là nguyên nhân cốt lõi của sự xáo trộn, cũng như xác định chùa Phật Quang hình thành là do sự đóng góp của tứ chúng, tăng ni, Phật tử nam và nữ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chẳng dính líu gì đến tổ chức trùng tên đăng bạ tại tiểu bang Texas do luật sư Stephen Deal làm chủ tịch. Ông luật sư này chưa hề là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Theo ông tuyên bố,
trong 3 cuộc họp báo của Thượng tọa Giác Đẳng. 10 điểm nhận định của tuyên cáo nêu rõ tất cả sự sai lầm, lạc lối của Thượng tọa Giác Đẳng trong vấn đề điều hành giáo hội, đưa tới sự xáo trộn và làm mất lòng tin của Phật tử ngay tại nơi đặt trụ sở chính thức của giáo hội là Chùa Phật Quang ở thành phố Huntington Beach. Xin mời quý thính giả nghe toàn văn bản tuyên cáo sau đây. Tuyên cáo của Ban Hộ trì Tam Bảo và Phật tử Chùa Phật Quang. Ngưỡng bạch Đức Đại Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính bạch Hòa Thượng Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Kính bạch Hòa Thượng Xử lý Thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Kính thưa chư liệt vị thiện trí thức và đồng hương Phật tử khắp nơi. Tình hình của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trong những tháng vừa qua đã gây hoang mang không ít trong giới đồng hương Phật tử. Phật tử Chùa Phật Quang đã có những suy tư bàn thảo và cũng có 10 nhận định như sau. Thứ nhất, những xáo trộn trong Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đã không xảy ra nếu Thượng tọa Giác Đẳng báo cáo Phật sự định kỳ, nhất là minh bạch tài chính, việc gây quỹ tạo mãi Chùa Phật Quang, minh bạch tài chính cứu trợ tại Philippines và Nepal về Viện Hóa Đạo. Đây là nguyên nhân cốt lõi của sự xáo trộn. Thứ hai, Chùa Phật Quang được Phật tử khắp nơi quyên góp, cúng dường tịnh tài hoặc cho mượn không lấy lãi qua nhiều cuộc vận động, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thứ ba, Chùa Phật Quang là ngôi chùa chung của tứ chúng, là tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã được toàn thể Phật tử phát tâm cúng dường cho giáo hội. Thứ bốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là sở hữu chủ của Chùa Phật Quang như đã ghi trong Grand Deed do Phạm Đăng, tục danh của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, đăng bạ tại Orange County, California, với tư cách là quyền chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, theo chỉ thị của Hội đồng Lưỡng Viện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ghi trong Grand Deed này chẳng liên quan gì đến tổ chức đã đăng bạ tại tiểu bang Texas lấy cùng danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, viết tắt là UBCV. Thứ năm, trong buổi họp báo tại Hội trường Việt báo Orange County ngày 27 tháng 8 năm 2015, ông Chủ tịch Stephen Deal cũng đã nói rõ ông không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và tổ chức của ông chỉ trùng danh xưng không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đăng bạ pháp lý sở hữu Chùa Phật Quang. Thứ sáu, tổ chức trùng tên UBCV không hề đứng ra tổ chức gây quỹ, mượn nợ để tạo dựng tài sản riêng, do đó Chùa Phật Quang không phải là tài sản của tổ chức UBCV này. Thứ bảy, sự cúng dường cho mượn nợ của Phật tử khắp nơi đều dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, không liên quan gì đến tổ chức UBCV của ông Stephen Deal. Thứ tám, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có ủy thác cho tổ chức UBCV của ông Stephen Deal đứng ra trả nợ. Do đó, mọi việc làm của tổ chức này không liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo. Thứ 9, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hơn 20 năm qua luôn thi hành nhiệm vụ truyền thông phổ biến những văn kiện cùng ý chỉ của Hội đồng Lưỡng viện trong nước đến đồng hương Phật tử hải ngoại cũng như các cơ quan truyền thông quốc tế là tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chính vì vậy, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế luôn luôn bị những thế lực vô minh ở hải ngoại chĩa mũi dùi vu khống, đánh phá. Thứ 10, cô Ngọc Hân không phải là thành viên của giáo hội, mà là được Thượng tọa Giác Đẳng chọn cho đứng tên mở trưng mục Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là việc làm hoàn toàn sai nguyên tắc trong việc quản lý tài chính của giáo hội, cũng như trong việc tạo mãi Chùa Phật Quang. Từ 10 nhận định trên, Phật tử Chùa Phật Quang đồng thanh lên tiếng quyết nghị cùng đồng hương, Phật tử khắp nơi đã trải lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tăng Thống. Một là Chùa Phật Quang vĩnh viễn là tài sản của tứ chúng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đứng tên, không liên quan đến tổ chức UBCV do ông Stephen Deal làm chủ tịch. Hai là tuân thủ và chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo và ủng hộ Hòa Thượng Thích Huyền Việt đang thi hành việc xử lý thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo để tiếp nhận sổ sách, tài chánh, chương mục từ người tiền nhiệm là Thượng tọa Thích Giác Đẳng theo quyết định số 20 của Đức Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2015. Ba là Thượng tọa Giác Đẳng nên bàn giao sổ sách tài chính, kể cả những khoản nợ tạo mãi cho Hòa Thượng Huyền Việt, xử lý thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Sau đó, giáo hội sẽ đứng ra lo việc trả nợ. Bốn là Chùa Phật Quang luôn rộng mở đón mời tất cả đồng hương Phật tử, hoan hỷ đón nhận những Phật tử do thiếu thông tin, do những hiểu lầm nhau trong quá khứ, trở về sinh hoạt cùng nhau phát triển ngôi Phật tử trong tình thương của chư Phật. Và năm là thỉnh cầu chư tôn đức
chư liệt vị thiện trí thức và đồng hương Phật tử, cùng có tiếng nói hậu thuẫn Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước trước những thế lực vô minh trong cũng như ngoài nước đang mong muốn xóa trắng mọi sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại. Làm tại chùa Phật Quang ngày 20 tháng 9 năm 2015, đồng ký tên, họ, tên, chữ ký của 61 Phật tử. Thưa quý thính giả, trên một tháng qua, đồng bào Phật tử các giới ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, hoang mang thắc mắc về sự kiện Thượng tọa Thích Giác Đặng viết đơn xin tự chức và được Đức Tăng Thấm chấp nhận. Nhưng sau đó lại tung ra những lời tuyên bố chệch hướng qua ba cuộc họp báo tại hai tiểu bang California và Texas. Nên chúng tôi đã thỉnh ý Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ về những lời nói điêu và vòng ngữ này. Chương trình tuần trước, Đài Phật giáo Việt Nam đã cho phát thanh cuộc phỏng vấn ấy, nhưng suốt tuần qua, có nhiều thính giả tại Việt Nam nằm trong các vùng đài bị phá sóng như tại Cao Nguyên hay một số tỉnh miền Trung. Viết thư cho biết không nghe được cuộc phỏng vấn, yêu cầu đài phát lại. Vậy xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn ấy sau đây. Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về những lời Thượng tọa Giác Đẳng nói điêu và vọng ngữ qua ba cuộc họp báo tại Hoa Kỳ. Ngưỡng bạc Đức Tăng Thống, có một số Phật tử hoang mang về những văn kiện gần đây. Kính xin Đức Tăng Thống hoan hỷ cho biết lý do nào khiến Ngài ban hành quyết định số 20 chấp nhận việc từ chức của Thượng tọa Giác Đẳng. Thưa Quốc Giang, từ nhiều tháng trước, một số Phật tử về đây tham truyền với tôi và việc nói đạo về vấn đề tiền bạc lôi thôi của Thượng tọa Thích Giác Đẳng trong việc tạo mãi chùa Phật Quang cũng như hai cuộc cứu trợ ở Philippines và Nepal. Nhiều Phật tử viết thư hay điện thoại chất vấn Thượng tọa Giác Đẳng không trả lời. Vì vậy việc nói đạo gửi trong sự khẩn yêu cầu Thượng tọa Giác Đẳng bạch hóa vấn đề tài chính trong vòng 2 tuần lễ. Nhưng Thượng tọa Giác Đẳng không đáp ứng, nhất là vấn đề chương mục của văn phòng 2 việc nói đạo. Lẽ ra phải do sư bà Nguyễn Thanh, tổng chủ quỹ, đứng đếp tên. Thì Thượng tọa Giác Đẳng lại để cho một tín nữ tên Ngọc Hân đứng tên, mà cô không có chức vụ gì trong xã hội. Cô này có về thăm tôi, chụp hình khi tôi xem báo đồng hành mà chẳng xin phép thì tôi. Rồi để chạy tội, Thượng tọa Giác Đẳng cử người về mang thư dọa từ chức. 3 ngày sau, ngày 4 tháng 8, Thượng tọa viết đơn xin từ chức mọi chức vụ trong giáo hội. Tôi thấy Thượng tọa né tránh việc báo cáo tài chính và 2 vụ cứu trợ Philippines và Nepal lên tới hàng trăm nghìn đô. Nên tôi họp Hội đồng Lưỡng viện thỉnh ý kiến chư tăng, cuối cùng đi đến kết luận chấp nhận cho Thượng tọa Giác Đẳng từ chức. Và tôi nói rõ qua quyết định số 20 do tôi ký ngày 8 tháng 8, kể từ quyết định này Thượng tọa Giác Đẳng không còn chức vụ gì trong giáo hội hải ngoại. Thượng tọa cũng không được nhân dân văn phòng 2 viện hóa đạo làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho giáo hội. Văn phòng 2 viện hóa đạo trực thuộc sự chỉ đạo của viện hóa đạo. Giáo hội không thể chấp nhận những thành viên hoạt động bất chấp ý thương và không thi hành lệnh của giáo hội. Kính bạch Đức Tăng Thấm, ông Cao Văn Hiền mang thư dọa từ chức của Thượng tọa Giác Đẳng viết ngày 1 tháng 8 về trình Đức Tăng Thấm. Trở về Mỹ, ông Hiền viết bài đưa lên mạng, trong đó có câu ông Hiền khẳng định: sau khi thỉnh an Đức Tăng Thấm tại Thanh Minh Thiền Viện, nghe Ngài nói mới biết sự bất lương của ân ái. Tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8 do Thượng tọa Giác Đẳng tổ chức tại Westminster, California, ông Trần Đình Minh tuyên bố rằng: tôi đã về Sài Gòn để tìm cách hòa hòa sao cho mọi việc xáo trộn ở văn phòng 2 được dàn xếp tốt đẹp.
thấy hòa thượng rất cô đơn và đã cao tuổi, mắt nhìn không rõ, phải có người đọc cho nghe. Tuy nhiên, mọi cố gắng của tôi không thành công. Kính xin Đức Tăng Thông cho biết sự thật về hai trường hợp nói trên xảy ra như thế nào. Về chuyện lôi thôi tại văn phòng 2 viện hóa đạo phát xuất từ thượng tọa Giác Đẳng thì chỉ có thượng tọa phải trả lời và báo cáo cho viện hóa đạo, không ai có thể làm thay. Tôi không hề gặp gỡ người nào mang tên Trần Đình Minh cả. Còn ông Cao Văn Hiền, năm 6 tháng trước có đến xin tôi bộ áo và chén đũa mang về chùa Phật Quang lưu niệm. Nhưng tôi không nhớ ông ta khi ông ta trở lại đây hôm 5 tháng 8. Lúc ấy tôi chờ cái hẹn với ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm, nên không tiếp ông ấy. Khi nghe ông ta bảo ông đại diện thượng tọa Giác Đẳng về trình bày chuyện văn phòng 2, tôi lấy làm lạ sao thượng tọa Giác Đẳng không báo cáo các yêu cầu tổ viện hóa đạo, mà cứ gửi người này người nọ về nói thay tờ là thế nào. Vì vậy tôi không muốn biết tiếp, tôi chẳng nói gì với ông ta về phòng thông tin Phật giáo quốc tế hay đạo giám đốc. Sao ông ấy lại có méo sự thật vu cáo như thế, không sợ tội vọng nữa à? Trong cuộc họp báo tại thành phố Houston ngày 29 tháng 8, thượng tọa Giác Đẳng và luật sư Stephen Deal cho biết một cơ hội bằng vàng đã mất khi kể rằng đại sứ Hoa Kỳ đã tiếp xúc mời Đức Tăng Thống qua Mỹ trì bình, nhà nước Việt Nam cũng đồng ý. Nhưng Đức Tăng Thống bảo người quyết định việc này hiện nay ở hải ngoại. Đại sứ hỏi người đó là ai thì Đức Tăng Thống nói là thượng tọa Giác Đẳng ở chùa Phật Quang. Vì vậy, vừa qua, ông đại sứ đến thăm chùa Phật Quang và thúc hối thượng tọa lo gấp chuyến đi. Vì Ngoại trưởng Mỹ ông Kerry sắp đi thăm Việt Nam và muốn đưa Đức Tăng Thông đi cùng chuyến bay về Mỹ. Thượng tọa Giác Đẳng cho biết đã điện thoại liên tục về Đức Tăng Thông và Viện Hoa Đạo suốt tuần lễ, nhưng không thể nói chuyện được, khiến cho cơ hội bằng vàng đã mất đi. Kính xin Đức Tăng Thông xác nhận cho nguồn tin trên là đúng. Đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Làm sao tôi lại trao sinh mệnh tôi cho thượng tọa Giác Đẳng, là người mà tôi chưa hề biết, chưa bao giờ gặp. Ngài là còn trẻ lắm, phải không? Tôi cũng chưa biết diện mạo của ngài như thế nào. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đến thăm tôi để tìm hiểu tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chưa ai đặt vấn đề với tôi mời tôi sang Hoa Kỳ. Ông đại sứ Hoa Kỳ chưa bao giờ đến thăm tôi lần nào. Sao lại bịa đặt ra như thế là gì? Mà lại bịa đặt trước báo chí, truyền thông và đồng bào các giới. Tôi cần nói rõ rằng trước đây 20-30 tháng 4 năm 75 có một tòa đại sứ đến ngỏ ý đưa tôi ra nước ngoài. Tôi đã từ chối. Ngài Huyền Quang cũng như tôi đều quyết định ở lại trên đất mảnh đất quê hương, không bao giờ rời bỏ được Phật tử để đi tìm cảnh sống yên thân cho cá nhân mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi phải chia sẻ buồn vui với Phật giáo đồ. Phật giáo đồ khổ thì chúng tôi cũng khổ, Phật giáo đồ bị khủng bố, đàn áp thì chúng tôi lên tiếng cho thế giới biết khổ nạn của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đi đâu, không đi đâu, ở lại nước Việt Nam này mà bảo vệ pháp lý lịch sử của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có ai mời tôi cũng không đi. Kính xin Đức Tăng Thống cho biết ý kiến Ngài về chuyện Thượng tọa Giác Đẳng từ chức và Đức Tăng Thống đã ban hành quyết định chấp nhận sự từ chức này. Nhưng hiện nay, Thượng tọa vẫn tiếp tục sinh hoạt giống như khi còn tại chức và thúc đẩy Sư bà Nguyên Thanh tổ chức đại hội tháng 10 tới tại Hoa Kỳ. Cách hành xử như thế có hợp với hiến chương của giáo hội không? Và Thượng tọa Giác Đẳng có quyền làm như thế không, bạch Đức Tăng Thống? Theo hiến chương thì mỗi năm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ họp đại hội thường niên để báo cáo Phật sự năm vừa qua.
rồi hoạch định chương trình hoạt động cho năm tới, đại hội như thế thì được. Tuy nhiên, qua quyết định số 20 và sau này thông bạch nội bộ số 2 của Viện Hóa Đạo kỳ này, thì 22 tháng 8, tôi đã giao cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt trách nhiệm xử lý thường vụ để chấn chỉnh văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Phật Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Đại hội thường niên nếu có tổ chức thì phải do Hòa Thượng Thích Huyền Việt chủ trì với sự công tác của Sư đoàn Thích Nguyên Thanh là Phó Chủ tịch Giáo hội Hoa Kỳ, anh cho được ở Giác Đẳng đã tổ chức. Tham dự đại hội phải là các thành viên hay các đơn vị thành viên có chân trong giáo hội nhiều năm qua. Thượng tọa Giác Đẳng cũng như những người thân tín của thượng tọa không có tư cách tham dự đại hội vì thượng tọa Giác Đẳng đã từ chức và được giáo hội chấp nhận. Các người thượng tọa công cử chức vụ này, chức vụ kia chưa hề trình về Viện Hóa Đạo phê chuẩn, coi như chưa hợp lệ. Đặc biệt là 6 thành viên thượng tọa Giác Đẳng tự ý đưa vào ban quản trị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đăng bà theo pháp lý Hoa Kỳ khi đã từ chức là hoàn toàn bất hợp pháp, hoàn toàn vi phạm nguyên chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không được tham dự đại hội. Tôi nghe thượng tọa Giác Đẳng muốn tổ chức đại hội tháng 10 dưới danh xưng quán đại lại càng bất hợp pháp, vì thượng tọa Giác Đẳng đã không còn chức vụ gì để tổ chức đại hội dù mang chức cố vấn. Tôi đã ban hành giáo chỉ số 14 giao cho Tổng lưỡng viện tổ chức đại hội văn đại cuối năm nay trong nước chứ không phải bên Hoa Kỳ. Tôi mong mọi sư và Thích Nguyễn Như Thanh làm việc theo huyết chương giáo hội và chớ đi theo nhóm người đã ly khai giáo hội là thượng tọa Giác Đẳng qua những tuyên bố bất không tuân huyết chương và giáo hội tại 3 cuộc họp báo vừa qua. Xin được tăng thêm một câu hỏi chót. Những ngày gần đây, Thượng tọa Giác Đẳng cho luôn đưa nguồn tin là Thượng tọa đã thu băng cuộc nói chuyện với Đức Tăng Thấm. Theo Thượng tọa, băng thu này là khẩu lệnh Đức Tăng Thấm giao trách nhiệm toàn quyền lãnh đạo cho Thượng tọa Giác Đẳng. Vì tình hình trong nước nguy kịch nên phải đưa Viện Hóa Đạo sáp nhập vào văn phòng 2 Viện Hóa Đạo dưới quyền lãnh đạo của Thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa còn hứa sẽ phát cung băng này tại đại hội tháng 10. Thực hư ra sao, xin Đức Tăng Thấm cho biết. 40 năm nay, giáo hội sống trong sự nguy kịch. Tôi chờ mỗi nguy kịch. Đầu năm nay, với sự nguy kịch của Hòa Thượng Thích Như Đạo, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, một sự sống rất đạo hạnh và hết lòng với tiền đồ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cộng quyền với Thượng tọa Giác Đẳng, tôi không còn nhớ vì đã lâu, nhưng thời gian ấy tôi cảm nhận sự đàn áp của chế độ cộng sản khiến cho giáo hội ngày càng bó tay, không thể sinh hoạt ngay trên phương diện tôn giáo hay văn hóa giáo dục. Nói chuyện với ai thời gian ấy, tôi đều bộc lộ mối nguy cơ của giáo hội vì tước đoạt quyền sống, quyền thuyết giảng một giáo lý cứu khổ của sinh. Có lẽ tôi cũng tâm sự cái điều ấy với thượng tọa Giác Đẳng, mà mục tiêu phân tích của tôi là nhắc nhở tới nhiệm vụ của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo chiếu theo giáo chỉ số 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tổng Thống Thích Cận Quang ban hành, tức nhiệm vụ tiếp tục cuộc đấu tranh đòi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội có sinh hoạt tự do mới có thể đóng góp làm với nỗi khổ đau và mất tự do, không có nhân quyền của quần chúng. Tôi nói tới trách nhiệm của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trong tương lai. Tôi không giao nhiệm vụ cho riêng một cá nhân nào, kể cả thượng tọa Giác Đẳng, vì không ai làm chủ tịch muôn đời và văn phòng 2 hết nhiệm kỳ hay vì lý do gì khác. Vị chủ tịch sẽ được thay. Câu chuyện tôi nói là nói với văn phòng 2 mà thôi, không thể hiểu khác đi được.
muốn giao nhiệm vụ gì cho thượng tọa Đắc Đẳng thì phải có giáo chỉ ban hành, chứ không thể nói khơi khơi trên miệng được. Sau lời nói phải có giáo chỉ đi kèm. Mà nay tháng 9 này, thượng tọa Đắc Đẳng chẳng còn nhiệm vụ gì trong giáo hội. Ngươi băng thu cú ra để làm gì? Sau ngày họp đại hội đồng đứng viện, đánh giá tình hình giáo hội sau khi Hòa Thượng Như Đạt đã ra đi, tôi cũng trình bày ý kiến và phân tích của tôi như thế, không gì khác. Nên tôi và hội đồng đứng viện giải quyết bằng việc ban hành giáo chỉ số 12, giao chỉ giáo chỉ này lập lại nội dung giáo chỉ số 9 của Ngài Vân Quang, với sự khai triển thêm cướp tình hình thay đổi mới. Giáo chỉ số 12 quy định rõ khi nào tình hình trong nước bị đàn áp đến tê liệt, không hoạt động được thì mới được công bố giáo chỉ 12. Thế nhưng thượng tọa Đắc Đẳng bất chấp lệnh của giáo hội cho công bố rất sớm khi trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông, do tâm nguyện của chư tăng hội đồng lĩnh viện trình lên, cùng lúc nhận rõ thái độ và sinh hoạt của thượng tọa Đắc Đẳng phản chống lại hiến chương và giáo hội, nên tôi đã ban hành giáo chỉ số 13 thu hồi giáo chỉ 12 và trao mọi nhiệm vụ cho hội đồng hướng thiện trong nước và bảo vệ các lý lịch sử của giáo hội và giáo Việt không thống nhất dù phải hy sinh như chính tâm nguyện của các ngài thỉnh nguyện như tôi. Bản Đức Thân Thấm cũng chính vì cung băng nói trên mà kể từ đầu tháng 4 năm nay, Thượng Tọa cho các người thân tín của Thượng Tọa tung tin rầm rại, vu hãm phòng thông tin Phật giáo quốc tế mà Thượng Tọa bảo sẽ dẹp phòng thông tin. Dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế là ước mơ của nhà nước Cộng sản, nhưng nay đến từ Thượng Tọa Giác Đẳng là điều khó hiểu. Kính xin Đức Thân Thấm một lời bình luận. Phòng thông tin Phật giáo quốc tế là do ý nguyện của Đức Cố Đệ Tứ Tổng Thống Thích Nhật Quang giao cho đạo Vũ Quang Văn Ái. Đầu thập niên 90, khi tôi đi tù về lên giữ chức viện trưởng viện hóa đạo, thì tôi ra quyết định chính thức hóa phòng thông tin Phật giáo quốc tế và giao trách vụ phát ngôn nhân viện hóa đạo cho đạo Vũ Ái. Có nhiều người, nhiều thế lực muốn dẹp phòng thông tin hoặc đưa về trong nước hay thay thế đạo Vũ Quang Văn Ái. Tôi thường bảo với họ, giới thiệu cho tôi một người nào mà khả năng chỉ cần bằng ông Ái thì tôi sẽ tính chuyện sau, nhưng chẳng ai giới thiệu được người nào cho tôi. Nói thật, dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế là chủ trương của Đảng Cộng sản này, tức dẹp đi tiếng nói của giáo hội trên trường quốc tế. Sau năm 1975, công luận đã quên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhờ phòng thông tin mà người biết tới giáo hội, biết rồi hậu thuẫn giáo hội. Mấy chục năm qua, bao nhiêu bác đoàn các nước đến thăm Ngài và Quang và tôi đều nhờ thế. Không có phòng thông tin Phật giáo quốc tế và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thì hàng giáo phẩm đã bị nhốt tù hay thảm tra chết rồi. Còn ai mà làm việc giáo hội nữa, mỗi khi trong nước bị đàn áp, thì ai lên tiếng lên ngực tại Liên Hợp Quốc, tại các chính phủ, có ai đâu ngoài phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Kể từ khi Viện Hóa Đạo ra đời năm 1964, lần đầu tiên giáo hội mới có một cơ quan thông tin và phát ngôn quy mô và quốc tế như thế, sao lại dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế để làm gì? Muốn cho chế độ này thanh toán tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay sao? Sao người Phật tử lại thiếu trí tuệ và lòng từ bi đối với một việc tri thức của giáo hội như vậy? Xin cảm ơn Đức Tăng Thấm đã làm sáng tỏ vấn nạn Thượng Tọa Giác Đẳng và nhóm ly khai của Thượng Tọa để đồng bào Phật tử trong và ngoài nước biết đâu là sự thật. Ý Lan, Đài Phật giáo Việt Nam tại Paris. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam.
hốc chất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên.